Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Tôn Càn, Một trận thư hùng, viết trong sương mù của chiến tranh. Mới tờ mờ sáng tôi đã tỉnh dậy, ngước mắt lên nhìn mé rừng, nhìn thấy một dãy sương mù vây quanh sườn núi, trông như một con bạch xà khổng lồ. Lồm cồm đứng lên đi tìm chỗ giải sầu, sau đó lại mò về chỗ ngủ. Tôi ngồi chồm hổm trên nón sắt, phì phèo điếu thuốc lá đầu tiên trong ngày. Chú Đơ Tà Lọt thấy tôi đã thức giấc cục lục đục bò dậy, chỉ độ một lát sau đã ngửi thấy mùi cà phê thơm phức trộn lẫn với mùi mì gói. Mới bảnh mắt tôi đã ngồi xì sụp ăn sáng uống cà phê. Chú Đơ o bế tôi kỹ lắm, vì được ở đại đội chỉ huy cũng phần nào đỡ nguy hiểm. Tôi cũng có cảm tình đặc biệt với chú vì thấy chú hiền lành ngây ngô, thường bị bạn bè chọc ghẹo hoài. Chú người to con lực lưỡng, dân xứ Quảng, mấy thằng quỷ sứ lâu lâu lại hỏi chú: "Ê, đầu ngày đủ chưa?" Chú thật tình trả lời: "Dạ, đủ rồi." Thấy chú đang xúc cát cho vô bao bố, chúng hỏi: "Làm chi chưa?" Chú trả lời: "Dạ, em đang xúc cát." Thế là cả bọn lại ôm nhau rủ ra cười. Mới ngày hôm qua, tiểu đoàn đang nghỉ dưỡng quân ở hậu cứ thì được lệnh đi Long Khánh. Sau khi họp tại bộ chỉ huy của sư đoàn 10, sau này là sư đoàn 18, tiểu đoàn lại lục tục kéo đi về hướng Xuân Lộc rồi quẹo vào tỉnh lộ 763 lên hướng Bắc. Đến sẩm tối thì đoàn quân ngừng lại ở một khúc quanh gần mé một rừng cao su. Hai đại đội đóng tại một ấp nhỏ có lèo tèo vài mái nhà tranh. Ba đại đội gồm cả đại đội chỉ huy tiến lên con đường mòn phía đông bắc của ấp để đóng quân qua đêm. Tôi thấy mấy ông đại đội trưởng bắt đầu kéo lên bộ chỉ huy tiểu đoàn. Họ chụm đầu vây quanh thiếu tá Bảo, tiểu đoàn trưởng, tay chỉ trỏ vào những tấm bản đồ. Họ đang bàn định kế hoạch hành quân cho ngày. Tôi đang châm điếu thuốc thứ hai thì thấy bằng già lò dò trở về, tiến lại chỗ tôi. "Ông cho con cái của ông chuẩn bị đúng 8 giờ tiến quân." Gọi là bằng già, đại đội trưởng đại đội chỉ huy để phân biệt với bằng súng, trưởng ban ba. Hơn nữa, trong đám giang hồ chỉ có anh chàng này có vợ con lỉnh khỉnh, dân Bùi Chu, rất ngoan đạo, sáng nào cũng lần tràng hạt. Lúc đụng độ thì đọc kinh nhặng cả lên. Tôi lần khần hỏi bằng già: "Ông có tin gì nóng hổi không?" Ngập ngừng giây lát, bằng già trả lời: "Có tình chúng nó đang chuyển quân, lính chính quy hình như thuộc sư đoàn thép, có thể đụng độ lớn, quýnh nhau dưới đám này tất nhiên toát lửa." Tôi kêu trung sĩ đột lên dặn dò: "Anh cẩn thận đàn em, cho chúng nó chuẩn bị tinh thần và đầu nghề." Rồi tôi ngồi liêm diêm, nhớ lại mấy ngày vừa qua du hí tại Sài Gòn, trong lòng thoáng chút buồn man mác. Tôi về làm y sĩ trưởng cho tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến, tiểu đoàn sói biển đã được hơn nửa năm. Trong thời gian đó cũng đã đi hành quân vài lần, nhưng chỉ ở các vùng quanh Sài Gòn, chẳng hạn như ở Lái Thiêu, Bình Dương hay Long Thành, chưa có đụng độ trận nào. Sướng nhất là những ngày ở Lái Thiêu, suốt ngày ăn trái cây, la cà quán mì chú ba đầu đường hay đấu hót với mấy em nữ sinh mình thon chân dài, con gái vùng này nổi tiếng mỹ miều. Thỉnh thoảng lại dọt về Sài Gòn, nhảy vô Queen Bee, nghe mợ Lệ Thu rên rỉ: "Thời này cậu Chô Mạc Sen cũng đóng đô tại đây, cậu có một em ca sĩ người Mỹ o bế tôi kỹ lắm, theo tôi xuống tận Thủ Đức." Vui nhất là hôm đại đội của quan ba kim tiền khám phá ra kho súng, toàn là CKC bán gỗ bóng loáng, tiền có tặng tôi một khẩu đem về treo làm kiểng ở nhà. Hôm mới về trình diện tiểu đoàn, tôi đã gặp quan hai Phạm Tòng Rông chỉ huy hậu cứ và quan ba Lê Bá Bình tiểu đoàn phó. Gặp nhau là chịu đèn liền. Sau này Rông, Bình, Tiền và tôi trở nên bạn chí thân, coi nhau như anh em ruột thịt. Họ đã cưu mang tôi sau khi tôi bị thương sống liêu biêu ở Sài Gòn. Đúng 8 giờ sáng, tiểu đoàn nhổ neo, trời nắng và bắt đầu nóng nực. Trước đó Bình đã đến gần tôi nói nhỏ: "Lát nữa mò sẽ dẫn thằng Tiền và thằng Sử đi trước, bộ chỉ huy đi giữa, hậu vệ là thằng Hân và thằng Tân. Đi theo thế chân voi, hôm nay không có thì giờ đấu láo với Bắc Bình Sơn Tây được." Tôi mỉm cười, Bắc Bình Sơn Tây Khánh Ly là tên cúng cơm của tôi trên máy 25.
Chúng tôi lầm lũi tiến vào rừng cao su trước mặt. Độ khoảng gần một tiếng sau, khi cả đoàn quân đã lọt vô rừng, thì phía trước bỗng đứng khựng lại rồi có tin truyền xuống. Cẩn thận, trinh sát kiểm tra thấy hầm hố của tụi nó. Tôi liếc mắt nhìn thiếu tá Nguyễn Năng Bảo, trong lòng càng cảm phục. Vóc người nhỏ thó nhưng có đôi mắt sáng quắc. Tôi được biết ông mò từ hạ sĩ quan lên đến chức thiếu tá tiểu đoàn trưởng, kinh nghiệm chiến trường đầy mình. Chiều hôm qua ông đã ra lệnh cho tiểu đoàn dừng quân trước mé rừng cao su. Nếu ló ngớ xông vô là lọt vào bẫy cố địch trong lúc kém phòng bị và ở thế bất lợi. Sau một hồi lục soát không thấy gì, đoàn quân lại lục tục tiến lên qua rừng cao su đến chân một dãy núi cao vời vợi, cây cối âm u. Trinh sát phạt cây mở đường cho tiểu đoàn leo lên. Đến khoảng gần trưa thì đến lưng chừng núi. Chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nghe tiếng AK và M16 nổ giòn giã phía đằng trước. Hôm nay mới là ba trem đưu phù của tôi đây. Theo lời dặn của Bình từ lâu, tôi lẳng lặng kiếm gốc cây lớn ngồi phì phèo hút thuốc. Lúc mới nghe tiếng súng tôi cũng giật mình ngơ ngác. Sau một hồi nghe riết rồi cũng quen, tim không còn nhảy rumba nữa. Tôi lắng tai nghe để phân tích tiếng của AK và M16. Tiếng nổ của AK nghe cắt cắt, tiếng nổ của M16 kêu phụp phụp, xen lẫn với tiếng của B40 và M72 cùng tiếng nổ chát chúa của lựu đạn. Rừng có những cây cổ thụ to mấy người ôm, thân cây cao vút vươn thẳng lên trời, ánh nắng yếu ớt xuyên qua vòm lá cây dày đặc, mưa nhỏ thì người đứng dưới không bị ướt. Khi tiếng súng ngưng thì sự im lặng trở nên âm u ghê rợn. Quá trưa, trời đổ vài cơn mưa rào ngắn ngủi. Mỗi lần đổ mưa là tụi địch hô xung phong ầm ĩ. Bình trả đũa bằng cách cho xả hỏa lực tối đa, làm ác tiếng hô xung phong của chúng. Đổ vài lần chẳng thấy xung phong xung phiết mẹ gì hết, bèn thấy tuần này dẹp luôn. Thỉnh thoảng mấy cành cây khô trúng đạn rớt xuống kêu răng rắc. Những tiếng động hòa trộn thành một bản nhạc hỗn loạn. Chợt có tiếng kêu, có mấy đứa con ghẻ ở phía trên, đại bàng ra lệnh cho y tá lên săn sóc. Tôi thấy mấy chú y tá nằm nín khe, tôi bèn trường mình bò lên, chú đơ thấy vậy lẻo đẻo bò theo, bò qua chỗ tiền nấp sau một thân cây, tiền thấy tôi la khẽ. Ê, ông nấp sau thân cây kia đi, đừng có bò lên nữa, tụi nhỏ của tôi đang kéo mấy đứa ghẻ sắp dậy. Lát sau thấy họ dìu về hai chú. Một chàng bị thương ở tay, chàng kia bị thương ở bắp đùi, vết thương xoàng không có gì nguy hiểm. Tôi chích cho mỗi đứa một phát chống tetanus, một mũi morphine và penicillin, rồi để cho chú đơ băng bó cho họ. Tôi lại tà tà bò trở về bộ chỉ huy, nhờ bộ này mà tôi được gắn anh dũng bội tinh. Đến khoảng 3 giờ chiều bỗng thấy nhốn nháo, rồi thấy người ta giải về bộ chỉ huy một tên tù binh. Tên này bị thương ở chân và bị đại đội của sử tóm được. Hắn được giao cho ban hai khai thác. Đầu tóc bù xù, mặt non choẹt, mặc bộ đồ nâu, chân đi dép bình trị thiên. Vết thương ở chân đã được y tá của tôi băng bó. Tôi tò mò nhìn hắn, vì đây là tên cộng sản đầu tiên mà tôi được gặp trong đời. Trong thời cấp sách đến trường, tôi chưa hề dính đến chính chị chính em. Chỉ biết học hành rồi ăn chơi đàng đúng với bạn bè. Cũng nghe phong phanh cộng sản xâm lăng, nhưng chẳng hề bận tâm. Đến khi khoác áo chinh y lên người mới tỉnh giấc mơ, tôi ngắm chú tù binh trong bụng chửi thầm. Bố tiên sư, đây là sứ giả của ông Giáp. Ông đưa cái chú hỉ mũi chưa sạch này vào giải phóng cho tôi, để cho tôi được hưởng cái thiên đường xã hội chủ nghĩa của ông. Thật ra tôi chỉ thấy nó là nạn nhân của những tham vọng điên cuồng, làm khổ đồng bào, đồng loại bị ép sống theo lối này kiểu kia. Chẳng hề được tự do lựa chọn, sướng theo cái kiểu sướng của mình, khổ theo cái khổ của mình, như thế mà gọi là giải phóng thì là cái đết gì. Sau khi bị thẩm vấn, chú tù binh bị trói, ngồi ủ rũ trong một xó, có lính của ban hai canh phòng. Khi nào có trực thăng tải thương sẽ chở chú và mấy đứa con ghẻ ra hậu cứ. Tôi tán tỉnh ông trung quý ban hai. Ê, trung quý cho tôi tán gẫu với hắn vài câu được không? À, được chứ bác sĩ, có khi nó lại tiết lộ nhiều bí mật đáng giá. Bác sĩ cho tôi biết với nha. Tôi lại gần tên tù binh lân la gạ gẫm. Ê, hút thuốc không? Hắn gật đầu. Xin ông một điếu. Tôi châm điếu thuốc rồi đưa tận mồm cho hắn hít vài hơi. Cày cà một lúc hết điếu thuốc tôi hỏi tiếp. Tên chị?
Dạ, em tên Nhỡ. Bao nhiêu tuổi? Em 19. Đi lính bao lâu? Dạ, được 6 tháng. Thấy hắn nhăn mặt cọ quậy chân đau, tôi mở bi đông cho hắn tọt nước. Tại sao lại phải vào trong Nam đánh nhau? Họ bảo miền Nam bị Mỹ xâm chiếm, dân chúng sống đói khổ lắm. Tôi bật cười, gồm máy tuyên truyền bịt mắt dân, cho ăn toàn bã mía, dân càng ngu thì càng dễ trị. Tôi tiếp tục gợi chuyện, quê quán ở đâu? Quê em ở Ninh Bình, làng Yên Vệ. Tôi giật mình đánh thót, quê tôi cùng ở Yên Vệ, Ninh Bình, tại sao lại có cái sự ngẫu nhiên kỳ quái vậy? Bố mẹ tôi bỏ quê lên sinh sống ở Hà Nội, tôi nhớ mang máng hồi còn nhỏ có lần về quê ăn giỗ, có món cá mè xương cứng ngắt, thịt tanh ngòm. Tôi hỏi tiếp, bố mẹ làm gì? Bố mẹ em làm ruộng. Có mấy anh em? Dạ, có một anh, một em trai và một em gái. Tôi nghĩ thầm, chắc thằng anh đồng cho thằng em đi lính. Định hỏi nữa, bỗng nghe tiếng sục sịch. Tôi quay lại nhìn và ngạc nhiên thấy mặt hắn nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Tôi lẳng lặng đứng dậy bỏ đi, trầm ngâm suy nghĩ. Con người ta ai cũng vậy, hãy nhớ tới người thân là cầm lòng không đặng. Tôi chợt nhớ tới bà mẹ già, đầu tóc bạc phơ, ngồi miên man nhớ đến từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Đến xế chiều không ai bảo ai, tự nhiên ngưng tiếng súng, mọi người quải quải bỏ cơm sấy mì gói ra ăn. Sau đó ban chỉ huy họp kiểm kê tình trạng, tôi báo cáo có hai đứa con bị thương nhẹ chưa cần di tản. Ông bảo ra lệnh, tối nay phân tán mỏng hầm hố đào cho kỹ, có thể chúng sẽ cối, cấm không được ồn ào và hút thuốc, sẽ lộ vị trí. Sáng mai đại quý Bình lại dẫn hai đại đội xuống núi, nếu địch rút đi rồi thì ta sẽ lục soát, nếu chúng còn ở lại thì mình tiếp tục nghênh chiến, từ từ sẽ xin hiểm trợ sau. Tôi mắt bỗng nằm đu đưa trên miệng hầm, bỗng có tiếng gọi nhỏ. Anh Khánh, anh ngủ chưa? Bật mình ngồi dậy, tôi nhận ra đây là chuẩn úy Phong thuộc đại đội của Tiền. Phong là em trai của Thuyên, bạn thân của tôi từ thời trung học. Tình cờ Phong và tôi cùng phục vụ chung trong một tiểu đoàn. Tôi hỏi, ủa, Phong đó hả? Chuyện gì đó Phong? Phong ngập ngừng, em muốn nhờ anh chuyện. Tôi sốt sắng trả lời, có chuyện gì Phong cứ nói, anh sẵn sàng làm hết mình trong khả năng của anh. À, sáng mai em dẫn tiểu đội trinh sát xuống làm bạn. Nếu em có mệnh hệ nào, nhờ anh chuyển hộ lá thư này cho cô bạn em, địa chỉ có ghi trên phong bì. Còn nếu em sống sót thì xin anh trả lại em lá thư. Tôi cầm lá thư rồi cố gắng an ủi. Phong ơi, sống chết có số mạng, cậu cứ bình tĩnh làm tròn nhiệm vụ. Có lẽ cũng không sao đâu, anh sẽ làm như lời em dặn. Phong líu ríu cảm ơn rồi quay về đại đội. Tối hôm ấy, may thay, chúng tôi được một đêm bình yên. Không hiểu tại sao chúng không cối. Tôi nằm suy nghĩ, mông lung, một lát rồi cũng quay ra đánh một giấc đánh sáng. Bình minh mới ló rạng, đã thấy quan ba bình, nay nịch gọn gàng, đầu đội nón sắt, mình mặc áo giáp, đeo dây ba chạc. Tay cầm bản đồ, tay cầm máy nghe và dẫn theo chú Tà Lọt đeo máy 25 cùng mấy đứa cận vệ lừng lững xô quân xuống núi. Đi qua chỗ tôi, Bình nói, ông lên chỗ đại bàng nghe máy 25 theo dõi tình hình. Tôi bông đùa, ông quýnh bỏ mẹ chúng nó cho tôi, mấy thằng nhà quê làm cậu ba vất vả quá. Chỉ mới độ 15 phút sau là đã nghe súng nổ rầm trời, hôm nay là ngày xả láng đây. Tôi đã cho y tá dọn sẵn chỗ nhận thương binh cùng chuẩn bị truyền nước biển và thuốc men. Tôi hỏi thiếu tá Bảo xem trên bản đồ có chỗ nào có thể cho trực thăng tản thương đáp xuống được. Ông cho tôi biết đây là rừng rậm, không có chỗ cho trực thăng đáp xuống an toàn được. Chỉ có cách là trực thăng thả cán xuống rồi kéo thương binh lên. Tôi nghe mà toát mồ hôi hột, nhưng đành vậy, chứ biết làm sao khác. Hai cố vấn Mỹ bảo đảm với tôi là sẽ cố gắng xin Medivac nếu cần. Tôi cũng vẫn dạ đôi chút. Hai người này rất có cảm tình với tôi vì thấy tôi nói tiếng Anh thông thạo. Từ sáng cho đến xế trưa, có ba lần địch hô xung phong. Hai bên bắn nhau xối xả, sử dụng đủ loại súng, đại liên B-40, M-72 lựu đạn nổ văng rền, cây cối gãy đổ kêu răng rắc. Hai con mãnh thú vần nhau bất phân thắng bại, chưa bên nào đưa ra đòn chí mạng. Tôi ngồi bên bộ chỉ huy, nghe qua máy 25 báo cáo biết mình chỉ có ba đứa con ghẻ nhẹ, đám y tá đại đội săn sóc được, mình tịch thu được khẩu đại liên. Thiếu tá Bảo chỉ tay trên bản đồ phán, tụi nó bám sát mình nên không xin pháo binh yểm trợ được, chỉ còn xài gân xít thôi. Tôi thấy ông bàn tán xì xầu với cố vấn Mỹ.
Độ hơn nửa tiếng sau là có tiếng trực thăng phành phạch bay lượn trên không phận, Bình được lệnh bắn trái khói chỉ phương hướng, sau đó gân xếp nhào vô làm việc. Sau 4-5 lần bắn như vậy, từ đông qua tây rồi từ tây qua đông, chiếc gân xếp bay trở về hậu cứ, bên phía địch vắng lặng như tờ. Ấy thế mà khi Bình cho quân lên thám thính, chúng vẫn nổ súng ngăn chặn. Thế mới biết chúng đã chuẩn bị chu đáo, xây cất hầm hố rất kiên cố để tránh hỏa lực hùng hậu của ta. Điều này chứng tỏ đây là một đoàn quân rất lớn và rất điêu luyện. Chúng đang chuyển quân thì đụng độ với tụi này. Đang phì phèo điếu thuốc, bỗng nghe tiếng chân chạy thình thịch. Tôn ngoảnh lại thấy hai chú y tá đang còng lưng khiêng một thương binh nằm trên cán. Tôi nhận ra người bị thương là Chuẩn Quý Phong. Mặt Phong nhợt nhạt, nhịp thở thoi thóp. Tôi bắt mạch thấy mạch chạy nhanh và loạn, bụng đã được y tá đại đội băng bó, máu đỏ thấm ướt thấm cuộn băng, nước biển đang được truyền, thuốc men đã cho đầy đủ. Cấp cứu sơ đẳng tối thiểu, anh cần được giải phẫu khẩn cấp. Tôi lấy ống cao su thông bọc đái cho anh, nước tiểu trong, đỡ một mối lo, không có ống thông dạ dày. Tôi chạy lại nói với viên cố vấn Mỹ, I need medevac right away. Tên này gọi máy 25 liền khi đó, độ nửa tiếng sau có tiếng máy bay trực thăng lượn trên đầu. Chúng tôi làm theo như đã định. Chiếc cán được thả xuống, chúng tôi cột phong vào cán rồi chiếc cán được từ từ kéo lên. Mọi việc hoàn tất trong khoảng 20 phút. Ở phía chiến tuyến, Bình cho quân bắn xối xả để cầm chân địch. Đến 5 giờ chiều thì im tiếng súng. Tôi thấy quân ta lục đục kéo trở về sườn núi. Mấy chú con ghẻ được đưa về chỗ lửa thương, tôi khám xét họ không thấy gì nguy kịch, tôi nghĩ thầm. Cậy cũng trớ trêu, đánh nhau trong 2 ngày liền, bắn không biết bao nhiêu là đạn. Thế mà chỉ có 1 người bị thương nặng, 6 người bị thương nhẹ, chẳng có ma nào ngõm củ tỏi. Lý do chính của tử vong trong chiến tranh vẫn là tai nạn. Hôm nay tinh thần căng thẳng nên không thấy đói, chỉ khát nước và thèm thuốc lá. Đang mơ màng triết lý còm thì nghe một tiếng nổ chát chúa, tôi chạy lại chỗ phía người đang nhốn nháo. Trước mặt tôi là một cảnh tượng hải hùng, một chú nằm gục trên ba lô, 5 chú khác đang ôm đầu, ôm tay, ôm chân rên rỉ. Thì ra bị mắc mưu địch. Ngày hôm trước, 2 đứa con ghẻ để lại ba lô trên chiến tuyến, không lấy về được. Hôm nay trinh sát xông lên kéo về được, buổi chiều đem trả cho khổ chủ. Khi mở ra thì tanh banh vì chúng gài lựu đạn. Cũng may lúc đó không quá đông người vây quanh. Thương binh được đưa về chỗ lửa thương, tôi và y tá xem xét các vết thương, băng bó và cho thuốc men. Như thế tổng cộng tôi có 11 đứa con bị ghẻ, các vết thương từ nhẹ cho đến trung bình, có thể cầm cự đến ngày mai được. Tôi tiến về phía bộ chỉ huy đang ngồi họp với cố vấn Mỹ, tình hình căng thẳng. Tôi thấy thiếu tá Bảo đang nói chuyện qua máy 25, mặt mũi hầm hầm. Một lát sau ông quăng máy xuống chửi thề rồi ra lệnh, họ bắt mình rút, nội tối nay họ xin B-52 dội bom. Với lý lẽ nặng ký như thế thì cải thế chó nào được. Chúng tôi lục tục thu dọn đồ đạc, lệnh ban ra, tuyệt đối giữ im lặng, không được sử dụng đèn đóm, nắm áo nhau mà đi, mấy thương binh được đồng đội và y tá dìu theo. Hì hục mò mẫm như vậy đến độ gần nửa đêm thì kéo ra tới chân rừng. Chúng tôi tản mát kiếm chỗ nằm nghỉ qua đêm. Đậu 2 giờ sáng thì nghe tiếng ì ì của B-52, sau đó mặt đất trung chuyển như đang lên cơn động kinh. Ngày tới, sau khi họp và nhận tiếp tế, chúng tôi lại được lệnh leo lên núi trở về mục tiêu hôm qua. Tuy trong bụng ấm ức, nhưng lệnh trên ban xuống thì phải thi hành. Trong đầu tôi gọi sư đoàn 10 là sư đoàn Lục Vân Tiên. Độ khoảng gần trưa thì trở lại sườn núi vị trí cũ, quang cảnh hoang tàn, cây cối trần trụi, cành gãy nằm ngổn ngang. Phía trước yên lặng bao trùm phảng phất mùi tử khí, tiếng sâu lên nữa không gặp sự kháng cự nào. Mặt đất lõm chõm hố bom, la liệt hầm hố bị bật tung lên. Trong một hầm nhỏ có một xác chết cháy nằm cong queo bị bỏ lại, mặt đất có chỗ đầy vết máu. Về sau, tình báo bắt được tài liệu của địch cho biết trong 2 ngày qua họ đã thiệt hại nặng nề. 1 tuần sau, chúng tôi được trở về hậu cứ dưỡng quân. Sau trận ấy, tôi không bị què đuôi sức mẻ gì lại còn được gắn anh dũng bội tinh. Cậy cũng le lói lắm. Hiện nay huy chương còn giữ, cùng với chiến thương bội tinh treo trên tường, kỷ niệm một đời người.
Tôi dò la biết Phong đã mất, thương tích quá nặng, mất máu quá nhiều, chịu không nổi. Tôi theo địa chỉ đem lá thư lại cho cô bạn của Phong, cô Lê Thị Hoàng Yến, đường Lê Văn Duyệt. Đến nơi, người nhà cho biết cô đã đi du học bên Thụy Sĩ. Tôi ngẩn ngơ không biết làm gì với lá thư. Sau cùng tôi quyết định trao lại thư này cho Thuyên, anh cổ Phong để anh lo liệu. Không biết bây giờ cô Hoàng Yến lưu lạc phương nào. Cô có biết rằng đã có chàng trai trẻ bạc mệnh nghĩ tới cô trước khi lâm trận không? Mấy tháng 8 vừa qua, tôi gặp lại Bình ở Bắc Cali. Hai đứa ngồi uống rượu trên Top of the Mark of North Hill, San Francisco. Nhìn qua cửa kính xuống San Francisco Bay, đằng trước mặt là đảo Alcatraz, một bên là Golden Gate Bridge, một bên là Bay Bridge. Phong cảnh thật là hùng vĩ. Bình cười nói, thật không ngờ, sau bao nhiêu năm tụi mình còn ngồi đây cũng ly với nhau. Tôi trả lời, tiếc không còn ông Bảo, thằng Bằng Già và thằng Tiền, thằng Tòng Rông thì chui ở Texas. Bình nói, sâu mãn cả cậu ơi, trời cho ai thì người ấy hưởng, bắt sống thì phải sống, muốn chết cũng không được. Ngưng một lát Bình nói tiếp, cậu có nhớ hồi đó tụi mình đi chơi khuya dậy thường hay ước mong, có đêm sẽ dinh mở khánh ly về hậu cứ tiểu đoàn, để mở đứng dưới gốc kỵ si, chiếu đèn pha xe jeep rồi vào mở để mở hát bài, nhìn những mùa thu đi cho chúng mình nghe không? Tôi nhìn Bình thấy trong lòng ấm áp, đây là một người bạn thân mà tôi quý mến nhất. Hiền lành chân thật, trước sau như một. Sau bao nhiêu hoạn nạn, tôi chưa hề nghe anh nói xấu người nào, cũng như nghe anh buông lời kêu la than vãn. Sau tiểu đoàn 3, tôi về tiểu đoàn 7 rồi làm y sĩ lữ đoàn, tham dự chiến dịch đánh cao nguyên rồi bị thương khi rút về chương thiện. Ít lâu sau tôi được giải ngũ. Trong thời gian dưỡng thương sống liêu biêu ở Sài Gòn và Thủ Đức, Tiền, Bình và bạn bè đã cưu mang tôi tận tình, cho xe đưa rước, ngày đêm ăn nhậu phòng trà tủ điếm, sống như một công tử con nhà giàu. Bình tham dự các trận hạ Lào, Cổ Thành, Quảng Trị, Đông Hà, được thăng tới chức trung tá lữ đoàn trưởng. Sau 75, Bình kẹt ở lại và bị đầy ải đi Suối Máu rồi Yên Bái, Nam Hà, Hàm Tân. Sau đó được tha và di tản qua Hoa Kỳ năm 91 với gia đình theo chương trình HO. Những cố vấn Mỹ theo Bình rất phục tài cầm quân và tinh thần chiến đấu của Bình. Năm 2003, họ vận động cho Bình được tặng Silver Star là huy chương cao quý nhất mà thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trao tặng cho quân đồng minh. Cuộc đời và sự nghiệp của Bình được tác giả Richard Botkin trình bày trong cuốn Ride the Thunder, phát hành năm 2009. Cuốn sách này viết lên sự ngưỡng mộ và kính phục mà thủy quân lục chiến Hoa Kỳ dành cho thủy quân lục chiến Việt Nam nói chung và trung tá Lê Bá Bình nói riêng. Hiện nay Bình vui sống tuổi già với vợ con và các cháu tại miền Bắc Cali. Nếu có người đáng được hưởng hạnh phúc thì chính là Lê Bá Bình vậy. Tôn Càng, cuối thu 2012. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.